Thưa quý vị, là Lâm đang đứng trên sông Mepero. Ở đoạn cầu quay với cầu cao. Dạ. Cầu quay với cầu cao. Nhưng mà ở ngoài em thấy nó đã là cầu 3 tháng 4 nữa ta. Không biết, không có để ý cái chữ. Dạ. Tại hồi nào giờ kêu là cầu quay đó. Cầu cao. Ở đây là cái màu ngoài thực tế đó quý vị, tại vì mình có chỉnh trên thanh này, thanh đôi sáng hết rồi. Cái màu hai bên bờ sông là màu xanh lá cây nha quý vị. Còn đèn đường là màu vàng. Ê, có dắt Hưng theo không? Có dắt Hưng lại không? Chào anh, có dắt Hưng không? Ở đây có, đây là trước mặt quý vị đó là thuyền của Mỹ Xuyên Sóc Trăng. Còn đây là thuyền của quý vị, cái thuyền đầu tiên đó là thuyền của Thạnh Trị Sóc Trăng đó quý vị. Cái đó là của Mỹ Xuyên, còn cái này là Thạnh Trị. Cái đó nó chạy ở dọc bên kia mình không có thấy gì.